Đây thì anh hả? Gì có điểm cho nó trước chứ em không có nhiều, không có xấu gì hết á. Thôi em tự tin xem vậy. Để nghe xem em xấu nói gì xấu nãy giờ với chị Hiền ở trong mà em nói xấu anh, mà em nói mấy tiếng luôn mà chưa okay hết rồi, thôi okay chưa hết rồi. Luôn. Em nói thử đi để anh nghe xem em nói xấu gì anh nào. Anh em được một cái thôi nha, là ở dơ lắm chị. Trời, được một cái mà ở dơ đó. Dạ, anh em ở dơ lắm, chị biết không, ngày đầu tiên á mà về phòng á, hồi trước á là anh không có ở với gia đình, là anh ra ngoài anh thuê, anh share riêng một cái phòng á. Ngày đầu tiên dẫn em về phòng, chị biết không, mở cửa phòng ra, chị biết không, em không có chỗ nào để bước vô luôn. Tức là giày dép quần áo rồi đồ ăn thức uống chén dĩa son nồi tùm lum hết trơn luôn á chị. Tức là em không có biết là em sẽ phải bước vô vào đâu hết á. Tức là em phải luồn lách qua cái đống đó là em leo lên giường em ngồi đó chị. Tức là chị biết cái độ mà ở sạch của ảnh là thế nào rồi đó. Nhưng mà cảm xúc của em lúc đó sao, có khó chịu? Cảm xúc không khó chịu hay là không còn cảm xúc gì, không còn gì để nói? Là em bị bất ngờ á chị, giống như bị đứng hình đó chị. Xong rồi, nhưng mà em nghĩ nha, em phải quán triệt lại cái vụ này là em phải sắn đáo lên liền. Là em sẽ dọn dẹp, nhưng mà chị biết không, em dọn cỡ tới đâu là sẽ tiếp tới đó hả? Hello chị, trời ơi. Wow, nhà đẹp quá. Cảm ơn chị. Cái này em tự trang trí luôn á hả? Cái này là nhà chồng em. Thôi nhà chồng em. nhưng mà mẹ chồng em cũng có tay trang trí cũng đẹp chứ hả chị? Chị rất là thích. Wow, đẹp quá. Em có thể dẫn chị đi để coi mọi thứ nó như thế nào. Dạ chị, đây là phòng khách nhà em. Còn bên đây là khu vực Ủa, chị thấy nhà có hình như có mấy cái đồ chơi của em bé. Dạ, em bé nhà em có em bé. Alo, không phải của em. Ủa, chị cũng nghĩ là của em mà không phải của em. Wow. Thôi kệ, coi như là mình tập trước đi bác. Mình tập trước khi mình có em bé hả? Em cũng không biết được đâu, xin duyên trời cho thì thôi. Còn bên đây là cái khu vực bếp nhà em nè. Đây là địa bàn của em, địa bàn chính trong ngôi nhà này. Là em sẽ đứng ở đây để nấu nướng chờ anh Nam về, chờ chồng em về. Quay của em là mỗi ngày luôn hả? Hay là thường, tại vì thường em đi cuối tuần á, em phải đi làm á. Thì em đầu tuần em đi học về thì em đi chợ nấu cơm. Như vậy em có thích không? Em thích. Nếu như mà mọi người mà vô Facebook của em hoặc là thì tìm hiểu hai đứa em thì biết là em thích nấu ăn lắm. Chứ chị nhìn thấy nguyên cái bếp này là chị rất là thích, bởi vì là, giống như là cái bản năng của người phụ nữ đúng của mình rồi, đó. Đúng rồi. Chỉ cần mang một cái miếng ăn về là một cách giữ chồng đấy các. Đúng rồi. thì ông cũng chịu đựng ăn mấy món em nấu mà không biết có ngon hay không, nhưng mà chưa thấy chê. Còn đây á là phòng ngủ của em. Phòng ngủ mà em dám share với mọi người luôn. Trời ơi, phòng ngủ của em sạch sẽ mà, đâu có sao. Vậy á, chị nhìn thường ít người nào người ta share cái chuyện một em ngủ đó. Hai đứa em thoải mái lắm chị. Vô đây thì hơi bị bất ngờ, hai vợ chồng trẻ mà để đồ đạc gọn nghe. Quay phim. Rồi em nghĩ sao làm nghề đang quay mà nguyên cái đèn để đặt cái đây vậy? Của em. Đèn này là của em. Ủa là sao? Hai đứa em làm YouTuber mà. Chị thề luôn á. Tại vì cái cách của chị á, mỗi lần mà đi quay phim á, mà nếu như mà ai mà đặt đèn mà nguyên cái góc máy mà nó quay như vậy là không có được. Vậy làm này là cuối cùng của em á. Tại vì đây là đèn của em. Hai đứa em làm YouTuber á, chị lên YouTube chị search hai đứa em đi là thấy à. Vậy hả? Hai đứa cũng thuận nhau quá ha. Cũng hợp ghê. Tụi em muốn lưu lại cái cuộc hành trình của tụi em á. Wow. Thì rất là xinh mà hai đứa rất là tin luôn á. Cái này em làm hả? Em làm hết mọi thứ. Ảnh ở dơ lắm chị. Ủa sao anh... em dám kể tội chồng em vậy? Em kể chứ em đâu có sợ đâu, anh ở dơ lắm. Vậy á? Trời ơi, em kể chị nghe, anh ở dơ lắm đó. Dạ. Xong rồi phải có một tay em để em thui vén cho cuộc đời ảnh đó. Vậy á? Hai đứa lấy nhau là khoảng bao lâu? Bọn em lấy nhau được nửa năm nay thôi. Nhưng nửa mà năm ở với nhau thì cũng lâu rồi. Tại sao tụi em còn trẻ mà tụi em quyết định ở chung với nhau? Thì giống như người ta kêu là tìm hiểu trước á, để mình biết được, để mình về mình không có gì bỡ ngỡ chứ lỡ rồi. Em thấy cái tại vì tụi em sống hiện đại lắm, tức là em muốn tìm hiểu nhau trước đi, lỡ không hợp thì thôi, phải không? Nhưng mà hợp rồi thì cưới. Vậy á? Bao lâu thì hai đứa mới quyết định là cưới nhau?
tụi em quen nhau độ khoảng tháng là tụi em dọn nhà. Vậy á? Má này chị nói thiệt nha, cái phòng đó rất là lớn, cái gì nó cũng ok hết, nhưng mà mỗi cái giường là chị thấy hai đứa mà cái giường chị không biết nói thiệt á, chắc dành nhau ngủ quá. Không có đâu chị, nhà em phải ngủ vậy mới ấm đó, em vậy không thích mỗi đứa quay một góc. Với lại cái micro em có thể cho chị, dạ, chị xem em được chỉ cho chị. À tại vì là tụi em là làm YouTube á, dạ, thì khu vực này là khu vực em ngồi em edit, giống như là âm nhạc cũng có là tất cả mọi thứ đúng không? Đúng rồi, em cũng đi hát á, em cũng em có thể hát cho chị nghe được không? Em sẽ hát cho chị nghe một dịp gần nhất nha. Trời vậy chắc chắn luôn, nhưng mà lúc đó em sẽ hát cho chị, lúc đó chị đừng có nói là thôi nín đi đừng hát nữa nha. Nhưng mà một khi mà em đã hát là em hát nhiều lắm đó nha. Mà cho chị hỏi là cây đàn đó là của em hay là của Nam? Cây đàn này hả? À, cây đàn này á là của đó, chủ nhân cây đàn về rồi đó. Vô đi. Vô được không? Vô đi. Trời ơi, lịch sự quá. Hai chị. Hôm nay có chị Hiền tới chơi nè. Trời ơi, hai vợ chồng dễ thương, dễ sợ luôn. Trời ơi, cảm ơn chị. Sao vậy, hai mọi người đang làm gì vậy? À, chị Hiền đang thăm phòng mình chút. Trời ơi. Đúng rồi. À, chị Hiền tôi đang nói xấu không đó? Vậy hả, có gì đâu xấu để nói đâu. Trời ơi. Em cũng tự tin quá hả? Thôi chị Hiền hỏi cái đàn đúng không? Đúng rồi. Trời, cái đàn của em á chị. Cái đàn này là sau khi mà Kim quen Trinh á thì em quyết định là em sẽ học đàn khóa. Em học từ hồi đó rồi 2-3 năm rồi mà em học được một chút xíu à. Tại vì anh ước mơ một ngày là anh có thể đệm đàn cho em hát được. Thiệt luôn hả? Dạ, nên là mà tại vì bên từ ngày qua đêm nhiều việc quá cho nên là cũng cố gắng rồi, nhưng mà mình chỉ học được hơn chút thôi, chưa được nhiều. Khi mà bọn em yêu nhau thì em coi nó là cái niềm vui ấy chị. Giống như là em về em nhìn thấy nó là em cảm thấy hết mệt mỏi luôn, giống như là niềm vui của mình á. Thì nó sẽ vì những cái niềm vui đó là em nghĩ em sẽ làm được. Nhưng mà em học bao lâu rồi? Khó lắm á nhờ. Hai năm anh hả? Lâu lâu rồi đó, 2 năm rồi đó. Mà cũng... bây giờ mới đệm cơ bản được thôi. Mới đệm hợp âm cơ bản thôi. Tức là em hát em vẫn phải chạy theo đàn, chứ đàn chưa chạy theo ca sĩ được. Trời ơi, tôi thấy hai vợ chồng này dễ thương, dễ sợ luôn. Ok, mình đi ra ngoài ha. Dạ. Thì nói thiệt nha, hai đứa rất là hồn nhiên. Không có hiểu là tại sao hai đứa có thể hợp với nhau được. Chắc hồi trước có mấy người cũng nhìn tụi em cũng kiểu hai đứa này bao nhiêu tuổi mà là cưới nhau vậy. Đúng rồi, nhìn hai đứa rất là trẻ. Bây giờ em có thể kể cái kỷ niệm lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau được không? Cho anh kể đó. Cái lần đầu tiên đó mà em gặp Trinh cũng rất là vô tình thôi. Tại vì em làm ở tiệm tóc á. Trinh tới làm tóc thì đi cùng một cô bạn nữa. Thì lúc đó em với chị em thì làm cho một cô bạn kia. Còn chị gái em thì làm cho Trinh. Sau đó thì em cũng không để ý gì nhiều hết á. Mà chị gái em thì có nói chuyện với cô này, rồi xin số phone cô này rồi có nói sau này có kể lại với em á, nói là ô thôi nói chuyện một hồi thì vẫn nói qua nói lại thì kêu là ô thôi em làm em yêu chị đi. Ừ. À, tự nhiên thôi là em yêu chị luôn rồi, quyết định vậy luôn. Em nhớ hoài câu đó luôn vậy hả? Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp Trinh em thấy sao? Thì nói chung giống như khách hả? Thì khách thì ngày em gặp cũng rất là nhiều người, nhưng mà em thấy nó không, nói chung là cũng bình thường thôi. Giống như khách thì em gặp nhiều người thì nó cũng vậy thôi, đâu có gì khác đâu. Thì cái ngày hôm đó là hôm thứ 6 ngày 13 em nhớ mãi luôn á. Ừ, thế là em mới quyết định là em lấy số phone. Nhưng mà em chờ qua ngày hôm đó, thế là đến khoảng 12 giờ đêm á thì bắt đầu em mới nhắn tin cho Trinh. Thì né ngày thứ 6 ngày 13 ra á chị. Ừ. Sợ. Mong là thay đổi cái số ngày đi nó sẽ khác một chút xíu. Khác thiệt luôn đó chị. Nhưng mà khi nhắn tin vậy thì em có Trinh đọc tin nhắn cái cảm xúc của em như thế nào? Tại vì phụ nữ á, mà khi mà có một cái người trai lạ mà nhắn tin á, là một á là sẽ không trả lời, đọc vậy thôi. Còn hai á là sẽ trả lời liền. Còn em thì sao? Em á, tại vì lúc đó nhiều người nhắn tin lắm. Tại vì nói thiệt với chị là lúc mà anh em làm quen với em thì em cũng đang quen một số người nữa. Là em đang cầm điện thoại em nhắn tùm lum, em trả lời từ le hết trơn á. Xong rồi ông nhắn vô nữa cái em trả lời tiếp luôn. Tại vì em vẫn đang còn nhắn tin với nhiều vậy người là hơn. Hơn cho em. Hên hay không biết là, nhưng mà vậy em thấy nhắn tin mà hồi em thấy trả lời liền à. Rồi khi mà nhận được tin nhắn với nhau vậy thì hai người có hẹn hò với nhau không? Hẹn hò thì sau đó khoảng mấy hôm là anh nhắn tin là anh muốn gặp em. Mình là đàn ông mình cũng phải chủ động đó chị. Không, nhưng mà lúc đó em đang độc thân luôn hả? Em cũng độc thân. Không có ai luôn không hả? Ai hết chị không tin đâu nha, tại vì trẻ như vậy mà không có bạn gái á thì ra là mới chia tay đó chị. Ông xạo đó, ông mới chia tay, ông đang buồn đó chị. Ông mới chia tay ai cũng nói như chị hết á, cho nên là em vẫn độc thân là vậy đó. Em ngồi em làm tiệm tóc thì thật sự em gặp rất là nhiều người, nhiều bạn, thậm chí là nhiều phụ huynh nữa. Lúc nào cũng ô giới thiệu con cho cháu cho em ạ.
Xong rồi em mới nói là em chưa có bạn gái. Thì lúc đấy em nói em chưa có bạn gái á, thì ai cũng nói với em là cái mặt này mà chưa bạn gái. Xong rồi còn một bộ phận nữa, giống như Trinh nói là rồi bạn bè của Trinh rồi này kia cũng tới tiệm bóc em cũng làm cũng nhiều. Thì có một bộ phận nữa thì không tin em là đàn ông. Đừng nói là gay nha. Không, với mắt chị thì không, tại vì chị gặp em với khung cảnh ở nhà. Với lại chị á là chị có con mắt nhà nghề rồi, nó khác. Nó còn ngây thơ quá, nó khác chị. Là bạn em đầu tiên vô, à cái ông ở tiệm đó hả? Ờ ông ấy đê mà. Nó thẳng với em vậy luôn. Ừ. Cũng không quan tâm nữa. Ủa bây giờ gay bên đê thì đâu có đến được mình, thì mình quan tâm chi không? Chính vì cái vụ mà em bị nhiều người nói như vậy á. Hồi xưa là lúc em mới làm tóc là tóc em màu mè nhiều lắm kìa. Chứ không phải như vậy đâu. Hồi có lúc em để tới cả màu tím luôn á. Trời ơi, ừ. Xong em có một người bạn mới nói với em là như vậy này. Em nếu như mà muốn có bạn gái á, thật sự đàng hoàng á, thì nhuộm tóc lại đi. Hồi đó em vừa nhuộm tóc lại, nó màu nó dịu xuống chút xíu, em gặp Trinh liền á. Ừ. Rồi quen bao lâu? Quen bao lâu hai đứa có suy nghĩ là, tại vì khi mà quen trai gái quen với nhau á thì ok cũng quen, nhưng mà có nghĩa là đi xa hơn nữa hay không? Cái đó thì thật ra lúc đó thì em chưa có xác định là em sẽ quen anh em một cách lâu dài. Và nói thiệt với chị là lúc đó em đang rất là bị stress á. Em muốn đi về Việt Nam liền ngay lúc đó luôn, tại vì em mệt quá, em ở đây có một mình. Nhà người thân thì không có, rồi đi học đi làm tất cả mọi thứ đều một mình hết. Xong lúc đó em chán lắm rồi đó, giống như kiểu là lúc đó em bị trạng thái tinh thần của em quá như là bị bất cần á. Cho nên là em quen người này người kia, ôi em cũng bất cần luôn. Quen cho vui rồi thôi, thì vô tình bạn này mình kéo lại không cho. Giống như là kiểu chiếc phao chuẩn bị chìm mà có người kéo lên rồi đó, chuẩn bị xịt hết hơi á. Không, chị nghĩ là cái đó là định mệnh của hai đứa để gặp nhau. Rồi một cái phao cứu em như vậy á thì có quyết định không hay là... Thì ra lúc đầu á, quen ảnh á, phải nói là thời gian gần mấy ngày đầu em chưa tình cảm thiệt. Đúng là nó chưa có chạm vào trái tim em được đâu. Em nhớ là có một cái kỷ niệm là em còn mé nữa mà, em còn tránh mặt nữa mà. Tức là anh nhắn tin, anh kêu rủ đi chơi. Xong em mới giả bộ, em lấy cớ là em bị bệnh lắm, em mệt lắm, em không có đi đâu đâu. Em đừng có nói chuyện với em nữa, đừng nhắn tin, đừng gọi điện nữa, em đang bị ốm rồi. Đừng, nói chung là em muốn cắt ngay lúc đó luôn. Tại vì em cảm thấy không phù hợp hay gì đó, lại khá là chưa á. Thì em muốn là thôi dừng lại đi, để anh ta đi theo mất thời gian. Đúng không? Đúng. Em nói là thôi em bị ốm rồi, thôi em không muốn đi đâu nữa, đừng nói chuyện với em nữa. Ổng lì lắm chị, ổng mua một hộp cơm tấm nè, với một ly chè. Ổng nói là anh đang đứng ở trước nhà đó, em lan mang ra đấy lấy ăn đi. Thì em nói trời ra lấy ăn là giống như muốn tiếp tục với ông này nữa rồi, không được, không được. Thôi em bệnh lắm rồi, em không ra đâu, anh lan về nhà ăn đi nha. Rồi em cũng không nói gì luôn. Chị biết không, ổng tội lắm. Ổng để ngay cửa, xong rồi anh để ngay cái xe trên cái xe, xong anh đi về anh kêu là anh có để trước cửa nha, em mà em ra lấy anh ăn đi, anh không có làm phiền em đâu. Trời ơi, em cảm thấy trời sao mà chân thành quá vậy. Trời ơi, đâu có, tức là những cái người này họ không có muốn lấy lòng mình theo kiểu là phải gặp mình hay là phải lôi mình đi chơi, mà họ chỉ muốn quan tâm chăm sóc cho mình rồi họ đi về cũng được á. Thì ngay cái thời điểm đó em mới cảm thấy ồ, anh bạn này rất là chân thành, rồi em bị đổ lúc đó. Nhưng mà tại sao Nam lại có những cái giống như cái cảm xúc như vậy? Với em thì bắt đầu có tình cảm với Trinh nhiều hơn là từ cái ngày mà em và Trinh đi chơi hôm đầu tiên á. Cái hồi đó đang rộ lên cái phong trào mà dùng cái microphone mà bằng Bluetooth á, là mình hát. Khi mình cầm mình hát lên thì em cũng lúc đó rộ lên, em mua rất là nhiều mic luôn á. Để sau xe, bà này lên em đi chơi cùng. Thì lúc đó em chưa biết Trinh là ca sĩ, nhưng mà Trinh cầm lên Trinh hát. Đầu tiên là thử test từ alo 1, 2, 3, 4 em thấy hát nói kia Thôi thế lúc hát một phát là em thấy bắt đầu tình cảm, em bắt đầu có hơn nhiều lên luôn á. Em quay em nhìn, ủa. Vậy thì em hát cái bài hát nào mà để cho Nam phải rung động vậy? Em hát có một đoạn thôi à. Thì lúc đó thì ổng tấp xe vô liền luôn chị. Ổng tấp xe vô liền, em hát bài Lá Thư Tình đầu tiên đó. Thôi em hát thử đi, để chị nghe coi tại sao mà Nam quyết định mà phiêu mạnh đến độ như vậy luôn. Ok, vậy thì bây giờ em hát lại cho chị nghe nha. Nhờ anh đừng có rung động quá, anh té xỉu ra nha anh. Không, nhờ vậy mà yêu em hơn á. Bây giờ ở nhà anh không té đâu hết em. Ok, bây giờ em hát cho mọi người nghe nha. Em muốn nói với anh những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây, nơi tim em tình yêu bất tận. Phút giây em nhận lời, vì biết anh thương em. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
thêm vững bước trên con đường đời. Anh có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, em nhớ anh, em nhớ anh, miền Nam bên trang thư tình gửi đến anh. Bạn đời ơi, em mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh khẽ nhìn, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Quý vị biết không, Hiền khi mà nghe bài hát á, cái cảm xúc á, Hiền không phải là nam, nhưng mà cái cảm xúc của Hiền, Hiền feel được là của đang yêu mà không có dám nói, không có dám thể hiện mình. Nhưng mà qua cái lời hát này thì Hiền mới biết được rằng là Trinh rất là yêu nam, yêu một cách rất là kinh khủng. Cái này là Hiền phải công nhận luôn. Sau khi em ngồi đây và giây phút này nghe Trinh hát xong á, em cảm giác như là em đang ngồi trên chiếc xe ngày hôm đó rồi đó. Không, chị feel, tại vì chị nổi da gà luôn, thực sự. Chị nói hồi rồi, sao mà có một cái giọng hát rất là hay. Dạ, cảm ơn chị. Cái điều gì làm cho hai người mà quyết định đi đến hôn nhân như vậy? Tại vì em nghĩ á, cái mà em với anh Nam có cái điểm chung nhất giống nhau á, là tụi em đều là người sống thiên về gia đình á, thiên về tình cảm. Tại vì em thì sống ở đây một thân một mình, còn anh Nam thì giống như ba anh em cũng mất sớm đó, thì cũng như là tình cảm gia đình đó, tụi em cần ở nhau một cái gì đó gọi là tình cảm gia đình đó. Cho nên tụi em quyết định là tụi em sẽ phải xây dựng một gia đình, và tụi em đã hạ quyết tâm là gia đình tụi em phải thiệt là hạnh phúc, phải thiệt là viên mãn. Nhưng mà khi mà em gặp Trinh một cái á, rồi bọn em tiến lại gần nhau hơn á, em cảm giác như là ô, đây là cái gia đình của em, đây có thêm một người nữa bên cạnh em, lúc nào bên cạnh em, chia sẻ với em mọi thứ. Làm cho em rất là nhiều điều, khiến em cảm thấy như là không thể thiếu được á, giống như là gia đình của mình rồi đó. Đó là lý do tại sao mà quen nhau được một tháng là tụi em quyết định dọn về ở với nhau. Một tháng thôi hả? Hồi động lòng nhanh dữ vậy luôn á hả? Dạ. Em có ghen không? Tại em vì đâu làm tóc có ghen quá. Đâu. Nghe cái giọng em là ghen quá. Trời, em mới ghen nói đây thôi này. Ngay ngày hôm qua, khi em vừa đi làm về á, trên đường lái xe về thì Trinh hỏi em, ô tại sao hôm nay lễ mà về trễ vậy? Em bảo là, ồ, có cái cô khách quen tới làm, thì mình phải làm cho người ta, đâu về sớm được bắt buộc, tại vì người ta quen với mình rồi. Mình bắt buộc mình phải làm cho xong, thì người ta cũng muốn mình làm nữa. Ô, quen quá ha, quen thế, quen nhiều thế. Ồ, đúng rồi. Cái đó là ghen á em. Tức là em chỉ hỏi bóng gió đó, vậy đó hả, đi với ai? Rồi thôi thôi, tại vì em biết á, thật ra trong bản thân em, trong thâm tâm em biết á là tụi em có một cái sự tôn trọng lẫn nhau á, em tin ảnh lắm. Chị thấy được và hai đứa chính là một cái sự tin tưởng, mặc dù là dạ sâm thâm cũng có một cái chút ghen đúng không? Dạ, nhưng mà phải ghen chứ chị. Anh cứ sờ lên đầu lên tóc người ta, rồi anh cứ vuốt tóc người ta thì mình phải chạnh lòng chứ chị. Ủa, nếu mà em nói vậy cũng đâu có được. Em là ca sĩ là có nhiều người là sẽ nhắn tin, ồ em hay ơi, quá Trinh ơi, anh có thể mang hoa tặng em cái nhà. Ok, cái đấy mang phone cho em đọc. Có ai nhắn tin em nè, đó có anh muốn trả lời hay không tùy anh muốn làm gì anh lại. Lúc đó máu em có lên không? Không, em thì lại cũng giống như Trinh nói, bọn em có sự tôn trọng với nhau rất là lớn á. Nhưng em không, em biết cái gì là đúng cái gì là sai, em không có làm gì quá hết đó. Tại vì em biết là ca sĩ thì cái chuyện đấy là chuyện bình thường, nếu như mà được khán giả yêu mến thì mình càng phải là một niềm vui. Đúng rồi, yêu là phải chấp nhận hết. Khi mà lấy nhau về rồi thì cái sự thay đổi nó rất là lớn. Dạ. Nãy giờ chị thấy là hai vợ chồng á là coi như là bắt chụp khen nhau rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà chắc chắn là trong nội bộ trong gia đình là không có bao giờ có mà chứ chị, có là, chứ gọi, chị. Gọi là cái gì mà nó cũng đẹp. Dạ, son chảo nó chắc cũng bay tứ tung hết trơn đó chị. Phải có một cái gì đó, một cái xấu của nhau đúng không? Dạ. Mà bây giờ dám khai ra không? Dạ dám. Em nói xấu. Cho em nói trước đây thì anh gì có điểm. Cho nói trước chứ em không có nhiều, không có xấu gì hết á. Thôi em tự tin quá vậy. Em nói xấu nãy giờ với chị Hiền ở trong mà em nói xấu anh, mà em nói mấy tiếng luôn. Chưa okay hết rồi, chưa, okay chưa rồi. Hết. Em nói thử đi để anh nghe xem em nói xấu gì anh nào. Anh em được một cái thôi nha, là ở dơ lắm chị. Trời, được một cái mà ở dơ đó. Dạ, anh em ở dơ lắm. Chị biết không, ngày đầu tiên á mà về phòng á, hồi trước á là anh không có ở với gia đình, là anh ra ngoài anh thuê, anh share riêng một cái phòng á. Ngày đầu tiên dẫn em về phòng, chị biết không, mở cửa phòng ra, chị biết không, em không có chỗ nào để bước vô luôn. Tức là giày dép quần áo rồi đồ ăn thức uống chén dĩa
xong rồi tùm lum hết trơn luôn á chị. Tức là em không có biết là em sẽ phải bước vô vào đâu hết á. Tức là em phải luồn lách qua cái đống đó là em lên giường em ngồi đó chị. Tức là chị biết cái độ mà ở sạch của ảnh là thế nào rồi. Nhưng đó mà cảm xúc của em lúc đó sao? Có khó chịu không? Cảm xúc không khó chịu hay là không còn cảm xúc gì, không còn gì để nói. Lúc đó em bị bất ngờ á chị, giống như bị đứng hình đó chị. Xong rồi nhưng mà em nghĩ nha, em phải quán triệt lại cái vụ này là em phải sắn đáo lên liền. Là em sẽ dọn dẹp. Nhưng mà chị biết không, em dọn cỡ tới đâu là xả tiếp tới đó à. Tới bây giờ cũng vậy à, dọn tới đâu xả đó, dọn tới đâu xả đó à. Giống như là có người làm người, bây giờ ông còn nói ngược lại vậy chứ. Ủa anh không xả thì em lấy việc đâu mà làm. Thấy ngang ngược không, ngang ngược không. Đi ra ngoài tiệm tóc làm đẹp trai nè, tóc nè, vuốt keo nè, dựng đứng nè, mặt thì trời ơi bóng bẩy bóng loáng luôn. Tức là cái avatar rất là bóng, chị thấy không? Chị thấy cái avatar chị không thể tưởng tượng vợ em kể xấu em một cách trắng trợn. Không, cái này em nói thiệt chứ đâu phải nói xấu anh ha, nói thiệt mà. Hy vọng là sau chương trình này gia đình nhà em vẫn hạnh phúc. Bây giờ kể thật xấu nè, em muốn trả thù không? Nói chung vợ em thì không có gì xấu nhiều hết á. Chỉ có những cái lúc mà thấy tức nhất vợ em á, là nhiều khi cái ngày vợ em tới tháng hay sao á. Trời ơi, tự nhiên vô duyên vô cớ lắm chị. Giống như là... Giống như ví dụ đi, ví dụ. Cái này chị, không, chị là phụ nữ với nhau. Chị này dạ. Chị nói, tất cả những người phụ nữ mà khi tới cái ngày đó đó, cái hóc môn của người phụ nữ thay đổi rất là lớn. Và có người thì em sẽ thấy biểu hiện là nổi mụn. Nhưng mà có người á, nó không nói mụn mà nó sẽ là cọc. Nhưng mà cái này chị Binh nhưng mà chị có cầm trời. Vợ em á giống như là mượn một cái đó để kiếm chuyện với em á. Thiệt luôn á hả chị? Hiểu em nói không? Nhưng mà làm cái gì mà để cho em nghĩ là mượn chuyện? Ừ, ví dụ nhá, là vợ chồng em có một cái kênh YouTube. Thì cái hôm đó đi quay á, thì trời ơi bà, em đâu biết là như nào đâu. Thì đi quay tự nhiên em đang nói tự nhiên dần đùng kêu anh bị làm sao, anh nói cái gì lung ta lung tung. Rồi xong rồi ra hết ấm, không quay nữa, đi về không quay nữa. Rồi mà chị biết không, đi lên tới trên lốt luôn, rất là xa. Em cũng điên lắm chứ, em bảo ủa cái gì vậy. Quay em chửi luôn, trời ơi. Đâu có chửi đâu, nó nhẹ nhàng mà em không bao giờ chửi anh đâu. Không phải chửi. Không, cái này bây giờ mới tức thôi. Bây giờ chị nghĩ là nén. Cái này là nén nè. Nhưng mà chị biết không, nói chung em á thì em không bao giờ mà. Không lẽ lúc đấy mình điên quá mình làm gì. Rồi chị hiểu được cái điên của em. Không rồi. Biết làm một cái. Nhưng mà em phải thông cảm với những người phụ nữ mà khi mà họ như vậy, thật sự. Xong bắt đầu cuối cùng á, khi mà thấy em tức thật tức lên rồi á, thì lúc đấy chị biết là em tức rồi, giận lắm rồi. Chú đã biết không? Thôi anh biết mà em thế này em thế kia, đến lúc đấy em mới tức thế thôi, anh phải thông cảm với phụ nữ cho em phải. Lại vuốt lại liền à? Tức là khi ông tức quá em sợ lắm chị. Tức là anh nam á, bình thường thì anh rất là hiền, không có gì. Nhưng mà khi mà đã chạm được tới cái level, cái ngưỡng mà tức của anh rồi đó, là anh rất là kinh khủng khiếp luôn. Nó bùng nổ như núi lửa vậy đó nha. Em không bao giờ em làm gì quá nha. Không bao giờ. Tức là em biết là trong cái ánh mắt nó hằn sâu một cái nỗi tức giận là em sợ lắm chị. Lúc đó là em hết tức luôn. Qua chương trình này thì hai đứa có muốn một cái mong muốn gì không? Em thì em không muốn anh em thay đổi gì đâu. Em chỉ muốn anh em cứ mãi như vậy thôi. Cứ mãi là người đàn ông lý tưởng của em như vậy thôi. Tại vì đối với em thì 90% là được rồi. Còn những cái mà em nói với chị như nãy giờ là ở dơ hay là bừa bộn gì đó, những cái đó em bù trừ được. Mà em lại là người thích chăm sóc nhà cửa, thích dọn dẹp, thích lau chùi, thích chăm sóc, thích nấu nướng, thì cái đó em sẽ bù đắp lại được hết. Anh em không phải lo những cái đó. Còn em có mong muốn gì không? Với em thì em thấy Trinh là một người vợ rất là tốt rồi. Hoàn hảo từ A tới Z rồi đấy. Nhưng mà có một điều em vẫn muốn vợ em thay đổi chút xíu, là đừng có mượn một cái gì đấy mà tức giận lên mà quá đáng với em, la em rồi. Giống như em vừa nói, chia sẻ chuyện hồi nãy á. Ừ. Mà chị cũng hy vọng rằng là qua chương trình này thì hai đứa sẽ hiểu nhau nhiều hơn, và làm cho cái tình yêu của mình nó thăng hoa hơn. Để em chia sẻ thêm một chút xíu nữa. Là Trinh á, lúc nào cũng nói với em á, em là một người giống như là không có biết lãng mạn gì nhiều á. Mà có không vậy? Có chị, ông đâu biết lãng mạn đâu chị. Nói thiệt với chị luôn là hả, thứ nhất nè, em là ca sĩ đúng không, đi hát thích người ta tặng hoa. Và anh đầu tiên về anh nói với em là cuộc đời anh chẳng bao giờ tặng hoa cho ai hết. Trời, anh chẳng thích tặng hoa. Chị thấy ông vô duyên không? Ông rất là thô lỗ như vậy đó. Nhưng mà cái này em cũng đừng có giận. Tại vì đàn ông mà người ta đâu có biết đâu. Không, nhưng mà nó đối với em như vậy nó không có được ngọt ngào và nó hơi thô lỗ. Cho em chia sẻ thêm một điều nữa. Nhân tiện có chương trình thì em muốn có một điều bất ngờ dành cho Trinh. Thì bây giờ đầu tiên anh muốn em nhắm mắt lại trước đã. Khi nào mới được mở vậy? Đúng, tôi hồi hộp bây giờ. Chết rồi, tim đập mạnh quá.
thật sự ra là Nam muốn là cái sự lãng mạn á, nó không phải lúc nào cũng tới. Nam muốn là một cái thời điểm khoảnh khắc nào đó thật là ý nghĩa trong cuộc sống, hay là một cái lúc nào đó mình nên là lãng mạn. Còn không phải là ba hoa chích chòe ngoài đường lúc nào cũng ô anh yêu em rồi làm ba cái chuyện xàm xí nhìn nó lúc nào cũng vậy thì nó thành nhàm chán. Cho nên là Nam không phải là người lãng mạn, mà là Nam cố gắng giữ lại những cái gì lãng mạn nhất dành cho những cái gì quan trọng thôi. Thật sự ra đã từ rất lâu rồi Nam chưa có bao giờ mua một cái món quà giống như là một bó hoa gì đó thật là lãng mạn dành cho vợ á. Hôm nay nhờ chương trình thì Nam sẽ tranh thủ cơ hội này để đặt một bó hoa thật là đẹp để đem về tặng cho vợ của Nam, và hy vọng là nó sẽ là một cái kỷ niệm thật là đáng nhớ dành cho hai vợ chồng mình. Nam vô trong thì em thấy rất là nhiều loại bông, nhưng mà thật sự ra là Nam cũng không có kinh nghiệm gì lựa bông hết. Nam chỉ thấy bó hoa này là đẹp nhất trong đó theo cảm nhận của Nam, và tươi nhất ở trong đó, thì cho nên là Nam đã quyết định chọn bó hoa này để tặng vợ Nam ngày hôm nay. Gì vậy chị? Cái gì vậy? Em được mở chưa? Rồi. Hôm nay em mở mắt ra thì đây là cái bó hoa mà giống như bó hoa lần đầu tiên anh tặng em vậy đó. Nhân có chương trình thì cảm ơn chương trình rất là nhiều đã cho Nam một cơ hội để tặng Trinh bó hoa này. Và anh nghĩ đây là một cái gọi là cái lãng mạn nhất mà anh dành cho em từ hôm mà mình cưới nhau cho tới giờ. Thì anh hứa là sau này anh sẽ cố gắng hết sức mình để làm cho em được hạnh phúc nhất. Trời ơi, em cảm động quá. Một cái cảm xúc nó rất là mạnh, tại vì hai người cho chị thấy được là thật sự rất là yêu nhau, yêu mới có được những cảm xúc này, và nó tác động mạnh tới chị luôn. Em cảm ơn Trinh có thể cầm cái bó hoa và em cái cảm nhận cái trời cảm ơi. Xúc. Trời ơi, nói thiệt với chị, đây là bó hoa mà em cảm thấy là hạnh phúc mà nó đẹp nhất trong cuộc đời của em tới bây giờ á. Bó hoa này là bó hoa mà em cảm thấy là nó chất chứa rất là nhiều điều trong nó, em rất là cảm động. Chắc là em phải đi hóa thạch nó để nó không có bị thua mà nó bị hỏng thư mất. Trời ơi, cảm ơn anh nha, cảm ơn chương trình, hạnh phúc quá. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, anh Nam đã tặng cho em một cái điều bất ngờ, thì em cũng muốn gửi lại cho anh Nam vài cái bất ngờ nho nhỏ mà nó là tấm lòng của em dành cho anh. Trời, vậy là nhờ chương trình này mà hai đứa có những cái bí mật mà không nói đúng không? Trời ơi, cảm ơn chị nha, hôm nay đã đến nhà em chơi. Tạo cho em cái cơ hội để làm được nhiều việc ý nghĩa. Em bật mí món quà của em nha. Là em có viết một lá thư tay cho anh Nam. Và trong này nó chất chứa rất là nhiều điều. Rồi anh đọc đi. Anh đọc thư em viết nha. Gửi anh, chồng yêu thương. Em vẫn nhớ như in lúc hai đứa mình mới quen nhau. Lúc đó còn đang loay hoay trong cái mớ bòng bong. Anh đọc cái gì vậy? Anh đọc được không? Thôi em đọc giúp anh đi. Chứ bây giờ anh đọc lá thư này chắc anh đọc hết chương trình luôn á. Đọc đến tận ngày mai luôn á. Chị Hiền cũng ngồi không về được luôn á. Không có, chị nghĩ là chắc là Nam bị xúc động. Thật sự. Thế thì em đọc cho anh nghe nha. Gửi anh, chồng yêu thương. Em vẫn nhớ như in lúc hai đứa mình mới quen nhau. Em lúc đó còn đang loay hoay trong cái mớ bồng bông hỗn tạp và buồn tủi nơi đất khách quê người. Thì lúc đó anh xuất hiện. Anh nắm tay em, kéo em ra khỏi những tiêu cực, xây dựng cho em một niềm tin mãnh liệt rằng có anh ở đây rồi thì từ nay sẽ không sao cả. Thế mà thất cái đã 3 năm, chuyến xe hạnh phúc của mình vẫn đang lăn bánh, ổn định. Nhưng mà em biết là phía trước sẽ là những gập ghềnh, những tảng đá to đang chắn giữa đường, cản trở cuộc hành trình của hai đứa mình. Đó sẽ là cơm áo gạo tiền, là con cái, là những mệt mỏi, căng thẳng, những lúc bất đồng. Anh biết không, những lúc đó, hãy nhớ nắm tay em nhé, rồi mình sẽ vượt qua hết, phải không anh? Từ bây giờ có chuyện gì cũng kể cho em nghe, anh nhớ nha. Rồi sau này em sẽ già nua, em sẽ khó nết, em sẽ hay cau có. Còn ngoài kia thì bao nhiêu là cám dỗ, anh hãy vững lòng nha. Vì cám dỗ không dễ thấy đâu anh, không lẳng lơ, không có hư hỏng đâu anh. Đôi khi cám dỗ lại rất đoan trang, rất hiền lành và hiểu chuyện. Anh đừng chủ quan mà lạc đường anh nha. Tại vì có đi đâu làm gì thì cũng mau về với em. Vì là sẽ có cơm nóng, sẽ là nhà cửa tinh tường. Có em, có những đứa trẻ chờ anh về. Trời ơi, nghe xong lá thư này là giống như là em muốn... Vợ chồng em muốn giống như là
có thêm mấy đứa trẻ con ngồi xếp xếp vòng vòng đây luôn rồi chị ơi. Chị hy vọng rằng là hai đứa sẽ có những đứa con để mà gắn kết với nhau hơn. Chương trình cũng xin cảm ơn Trinh và Nam đã có những cái lời chia sẻ rất là thực tình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.